các bạn thấy rằng họ đề xuất chúng ta cài đặt một số ứng dụng được gọi là plugin. Vậy plugin được hiểu như thế nào? Chúng ta có thể hiểu plugin là một số tính năng bổ sung cho thiết kế của ngôi nhà của chúng ta. Họ đề xuất chúng ta nhấn vào phần Begin để bắt đầu cài plugin. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn đến phần plugin đây và chọn cài mới. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào phần Begin đây ha. Plugin đầu tiên là Contact Form 7. Đây là một tính năng bổ sung vào trang web để người ta có thể gửi thư đến bạn, người ta có thể liên hệ đến bạn qua trang web này. Các tính năng còn lại để bổ sung cho việc bán hàng của chúng ta và đăng nhập bằng mạng xã hội. Phần này khá là dễ nên chúng ta sẽ đánh dấu vào như vậy. Và mình sẽ dành riêng một phần để nói về tính năng WooCommerce ở trong đây để các bạn biết nó có tác dụng như thế nào và chúng ta cài đặt ra làm sao. Chúng ta chọn đến cài đặt và nhấn áp dụng. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong hai plugin đầu tiên rồi. Chúng ta cài đặt xong 3 plugin. Bây giờ chúng ta nhấn vào đây để quay trở lại trang cài plugin. Chúng ta đánh dấu vào cả 3 plugin này. Sau đó nhấn vào Active để plugin này chạy trên trang web của chúng ta. Chúng ta nhấn áp dụng như vậy. Chúng ta có thể nhấn vào phần plugin đây và chọn plugin đã cài đặt thì các bạn sẽ thấy được tất cả những plugin đã cài đặt ở trên trang web này. Ở trong đây chúng ta thấy một plugin có sẵn. Khi chúng ta cài WordPress, những gì chúng ta không dùng thì chúng ta nên xóa đi để nó không có ảnh hưởng đến tốc độ của website và nó không có bị khai thác những lỗ hổng ở trên đó để truy cập vào trong website của chúng ta. Ở trong phần cài đặt WordPress, chúng ta đã nói về hiện tượng spam, có nghĩa là họ đăng những bình luận, đăng những liên kết lên trang web của chúng ta. Và hiện nay thì mỗi khi các bạn cài đặt WordPress, họ sẽ cài đặt theo một tính năng, đó là ASCII-MED Anti-Spam. Có nghĩa là tính năng này sẽ duyệt qua tất cả những bình luận mà người khác đăng lên trang của chúng ta. Và nếu như các bạn không thấy tính năng này, thì chúng ta có thể vào phần cài mới. Sau đó, gõ tên ASCII-MED Anti-Spam vào đây và nhấn Enter. Ok, chúng ta thấy tính năng ASCII-MED Spam được phát triển bởi Automatic ở đây. Chúng ta có thể nhấn vào đây để xem những tính năng của phần mềm này. Như các bạn đang thấy, mỗi khi ai đó bình luận trên trang web của chúng ta thì bình luận đó sẽ được chuyển đến máy chủ của Automatic. Họ sẽ phân tích bình luận đó là spam hay không. Đây là một tính năng bắt buộc phải cài đặt ở trên trang web của chúng ta. Nếu như không cài tính năng này thì trang web của chúng ta sẽ bị spam rất là nhiều và các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xử lý những tin nhắn, những bình luận đó. Bây giờ chúng ta nhấp vào kích hoạt để chặn spam ở trên trang web. Chúng ta nhấn vào cài đặt tài khoản ASCII-MED. Chúng ta nhấn vào phần sử dụng cho cá nhân và không có phải trả phí. Chúng ta chuyển về 0 đồng như vậy và nhấn Continue. Ok. Chúng ta đánh dấu vào đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ copy phần này, quay trở lại trang web của chúng ta và nhấp vào đây. Chúng ta nhập mã khóa vào đây, sau đó nhấn kết nối là xong. Nếu như các bạn không muốn xem lại những bình luận spam ở trên trang web thì có thể đánh dấu vào đây, tự động bỏ qua những spam ở mức độ cao và tự động xóa luôn, không hiển thị ở trong trang web của chúng ta nữa. Các bạn có thể hiểu tính năng ASCII-MED này giống như các bạn thuê một người bảo vệ cho cửa hàng ở trong thực tế vậy đó. Khi có ai đó có ý đồ không tốt, họ tiếp cận cửa hàng của chúng ta, họ dán những biển quảng cáo lên trước cửa hay là họ dán lên tường của chúng ta đó, thì người bảo vệ này sẽ xem xét và loại bỏ những cái quảng cáo đó. Ok, như vậy chúng ta đã kích hoạt xong tính năng chống spam ở trên trang web rồi ha.